Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe cây súng, xe cây súng, bướm bướm hai bài ba dòng, bướm bướm bay hai ba dòng, bay tùm lum, bay tù lua. Trời ơi là trời, cái gì mà ồn ào quá vậy trời. Thôi buổi trưa mà không để cho ai ngủ hết đó bạn ơi. Ông Rô sao mà ổng ồn ào ghê luôn á trời. Tự nhiên không cái gì hát gì kìa con bướm vàng gì cầm hai cây súng gì. 5.000 kêu mới cho 5.000 nữa là 20.000. Trời, cái gì? Cái gì mà ồn ào vậy? Rồi, anh xuống đây coi. Trời là trời ồn ào quá. Rồi. Gì vậy? Ai muốn qua hát karaoke chung với tao? Gì? Trời ơi, đâu? Rô nè, Rô nghĩ sao vậy Rô? Tự nhiên buổi trưa người ta đang có thời gian để ta ngủ trưa mà Rô hát karaoke sầm như vậy thì làm sao mà có ai ngủ được hả? Rô sống vậy mà Rô sống được hả Rô? Tại vì anh vừa mới mua được một cái dàn lo cực kỳ khủng khiếp luôn ở trên shop Hego Team mà là anh muốn test thử. À mấy bạn ơi, hóa ra là ông Siro ổng mới mua một cái dàn máy karaoke xịn cho nên là ổng muốn hát karaoke ấy bạn ơi. Nhưng mà không được, làm như vậy là làm phiền hàng xóm rồi. Em nói Rô nghe nè, Rô hát karaoke á thì Rô vặn nhỏ mic lại thôi để Rô hát nghe cho nó đỡ ồn. Với lại Rô hát trong cái giờ nào đó mà người ta đi làm á, Rô hát còn này người ta đang thời gian người ta nghỉ ngơi mà Rô hát karaoke sầm vậy Rô làm sao lỡ người ta qua ta mán vốn Rô rồi sao hả? Không, nhà ta tao muốn làm thì tao làm như vậy. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn thấy anh Rô ảnh có kỳ cục không bạn? Tự nhiên không kêu nhà là muốn làm gì làm. Ôi trời, nè nha, em nói cho Rô nghe nè nha. Rô cứ hát ồn ào vậy đi, rồi một ngày đó văn phòng công an rơi xuống rồi bắt Rô hốt Rô lên phường. Rô đừng có khóc nhè Rô nha. Kệ công an, trên ba cho 5.000 tiền với tôi. Trời ơi, chứ mày im cái mồm mày là coi tao khóa bỏ mày liền á. Ủa trời, sao Dịch với Simmy đến đây làm gì ạ? Ủa, công an gì vậy? Trời ơi, em qua đây là bởi vì là ông Rô ổng ồn ào quá cho nên là em qua em mán vốn ổng nè, còn hai người qua đây làm gì? Ách đồ, tính ra là anh qua anh kìm nôi cũng vụ đấy á, em biết không? Tính ra nha, là mèo Simmy sáng nay qua nhà anh nói chuyện với anh là đêm qua có gì hú mà cả đêm không ngủ được. Trời ơi trời, rồi Rô thấy chưa? Rô ồn ào quá, người ta không quay video, người ta không ngủ được luôn kìa. Rô thấy Rô có lỗi với mọi người chưa? Trời lỗi gì lỗi, trời nhà người ta muốn làm người ta làm, nếu người ta kêu ok, kệ người ta, giọng ta hay, kêu người ta đừng hát. Trời ơi. Rô nghe ngược quá mọi người ơi, hay là bây giờ đi, bọn mình bỏ phiếu bầu đi, bọn mình bầu cho Rô ra ngoài đảo sống luôn, không cho Rô sống trong làng Hero Team nữa, mọi người chịu không? Chơi luôn. Chơi luôn. Lết, chơi. Trời, tại vì nha mọi người ha, tôi bật con lớn gấp đôi luôn. Trời ơi. Ơi, mấy bạn ơi, mình nói thiệt luôn nha. Anh Rô này á, mặc dù là ổng rap hay thiệt á, ổng rap anh em tốt, rap gì mấy cái bài rap cả ổng nghe hay thiệt á, nhưng mỗi lần mà ổng hát là nghe gọi là như bò rống vậy các bạn. Trời ơi trời. Thôi được rồi. Thôi bây giờ thế này đi, mọi người chúng ta ráng gọi là về nhà lấy cái gì đó nhét trong cái lỗ tai cho đỡ phải nghe anh em ơi, chứ giờ mình mà chọc ổng là ổng hát to hơn nữa đó. Ai, cầu mong một ngày đó Rô sẽ bị trừng phạt. Kệ ổng đi mọi người, thôi mình về đi. Chén gơi luôn. Vậy tao say tao biết cái nhà tao luôn, chết xi măng luôn. Đúng rồi, còn em vậy ha, em gọi là em bịt cái nhà em lại, bịt cửa sổ lại, đeo luôn cả kẹo trong lỗ tai luôn, bực bội quá. 1 hour later. Hey, trời trong xanh, gió thanh mát. Hôm nay mình ngồi cùng với người yêu mình. Ê, nhầm. Hôm nay mình ngồi cùng với anh Mr. Dịch. Bọn mình đang ngồi uống cà phê tại quán trà sữa của Simmy nè bạn ơi. Đó. À quên nữa, mấy bạn thấy mình đang mặc cái bộ đồ vô đây, mình cho bạn xem nè. Ta da. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là bộ đồ pháp sư của mình anh em ơi. Mình mới vừa thiết kế đó nè, anh em thấy đẹp không? Cái vải này là mình mua ở bên nước ngoài anh em, vải từ Pháp á anh em, cho nên là cực kỳ xịn luôn nha. Đó, đây là áo pháp sư hãng Gucci, các bạn hiểu không? Đây là áo pháp sư Gucci nè, đó. Bạn thấy đẹp không? Ok. Ủa mà khoan, anh Dịch. Gì? Anh mặc đồ pháp sư mà anh mặc được cái đồ gì nhìn kỳ vậy? Pháp sư chi thế mới 2020 mặc đồ thời trang chuẩn bỏ để cho đỡ lộ vòng. Ơi anh, tính ra cái bộ đồ là bộ đồ mà em thiết kế cho anh trong cái gọi là series bộ ba siêu nhân mà sao anh lại mặc vô đây? Lần sau phải mặc bộ khác nhanh, bộ này là không được. Em không chấp nhận bộ này. Ủa, rồi còn Sim ơi, Sim skin của Sim đâu? Sim mặc bộ đồ pháp sư đẹp không? Đâu cho coi. Đây, từ để xếp lại xíu ra liền. Đâu? Toàn pháp sư. Wow. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, skin pháp sư của Sim cực kỳ đẹp luôn nha, nhìn rất là dễ thương luôn. Ủa mà skin này theo phong cách gì vậy Sim? À đây chính là phong cách gọi là Trung Hoa. Đây tôi sẽ giới thiệu cho ông. Đây chính là lồng đèn ma pháp của tôi để dùng để gọi là tiêu diệt mấy con quái vật vào đây. Sau đó tôi lấy gì? Đó chính là một cây dù để quật những thằng nào láo, hiểu không? Đấy là hai vũ khí siêu đắc lực của tôi á. Wow, xịn như ta. Ui,
Anh Dịch thấy chưa? Người ta gọi là Simmy, người ta là con gái, người ta còn biết thiết kế skin. Còn anh Dịch mặc cái skin gì? Skin này skin của siêu nhân mà, chứ không phải là của pháp sư đâu. Tào lao, tào lao. Hay, mấy bạn ơi, tính ra là bọn mình ha, ai nhìn mặt skin cũng đẹp hết bạn ơi. Trừ anh Dịch ra. Ok, đó, thì mấy bạn thấy skin của mình này lại Simmy nè, trừ anh Dịch ra, bạn thấy skin của ai đẹp hơn? Thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Bộ đồ của Sim nhìn đẹp lắm luôn á nha. Còn bộ đồ của cô Trinh Dịch nhìn đẹp. Cứu tôi ơi. Ủa gì vậy? Cứu tôi. Ủa gì vậy? Té cho đúng hoàn cảnh. Ủa cái gì đâu? Cái gì đâu? Đâu bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Anh bình tĩnh lại. Anh từ từ. Anh nói cho em nghe. Ủa có chuyện gì mà anh sợ? Anh sợ hãi. Anh chạy la gì cứu tôi với gì ghê quá vậy? Nãy nó xuất hiện một con quái vật to quá trời to luôn. Ông ơi cứu anh với. Cái gì? Bên nhà Rô xuất hiện một con quái vật to quá trời to. À, hóa ra là bên nhà Rô có quái vật à. À mà khoan nè. Rô, em nói anh nghe nè. Con quái vật đó nó nhìn nó có kinh khủng không anh? Nó có bự không? Bự, nó to hơn cái nhà của anh nữa, nó bự cái đầu của anh luôn á. Cái gì? Nó to hơn cái nhà của anh luôn hả? Trời ơi mấy bạn ơi, một con quái vật to hơn cái nhà của Rô. Nghe thật là hấp dẫn quá đi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt con quái vật đó nha anh em. À mà khoan đã. Rồi em nói anh nghe nè, anh có bộ đồ nào nhìn mặt cháu đẹp hơn xíu được không? Chứ tứ trụ bắt ma mà anh mặc cái bộ đồ nhìn bần quá. Có bộ đồ nhìn đẹp đẹp xíu không anh? À anh có một bộ hôm trước anh xét thử để quay video cho Camu nè. Đâu bộ nào? Đâu coi. Cái... À lộn, không phải bộ này. Trời người ta lộn cái hụt chiếu ba. Trời ơi, em tưởng con trai biến thành con gái chứ. Ủa? Rồi xong cái này con hồ hơn cả bộ trước luôn. Ồ, không anh. Cái bộ này em mặc dù là nhìn cái khuôn mặt có vẻ là nó hơi ngáo xíu, nhưng mà cái bộ skin, cái bộ quần áo thì nhìn rất là đẹp trai. Đó, ok cũng được. Nhìn cũng được á. Nhìn cũng ra cũng ra gì hết á. Ok, rồi. Anh em, tứ trụ bắt ma, tập hợp. Một hàng ngang tập hợp. Ok rồi. Anh em đã sẵn sàng đi bắt ma cùng tôi chưa? Go. Ok, chúng ta cùng nhau tiến đến nhà Rô và tiêu diệt con ma to hơn cái nhà của Rô nào. Ok, tiến lên. Tiến lên, giết nó nào. Phong ơi, Phong ơi, của mình coi là anh rồi, anh đang bề bận quay clip cho bạn coi rồi đi về. À, về nhà anh em ơi, về nhà Rô, tự xử nha, Rô tự xử đi. Giúp tôi đi mọi người ơi. Trời ơi, Rô. Mình nói kia, mày hát cho lắm vô, giờ nó lòi ra rồi mày kêu ai trời. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa. Ui mọi người coi kìa, hình như con này là con quái vật đầu loa trong truyền thuyết anh em ơi. Ui, ủa mà khoan, vậy đây em nói anh nghe nè, tại sao con quái vật này nó lại xuất hiện trong nhà anh Rô vậy, kỳ vậy? Trời ơi, tính ra là em làm mấy cái video về quái vật đầu loa rồi mà em chưa kinh nghiệm hả? Con sao? Quái vật đầu loa này à, nó sẽ chỉ xuất hiện khi mà nó bị hấp dẫn bởi những âm thanh lớn. Âm thanh lớn à? Em hiểu rồi ha mấy bạn ơi, mình hiểu rồi nha. Hóa ra bây giờ mình cũng đã hiểu được lý do vì sao con quái vật này xuất hiện tại nhà anh Rô rồi. Là bởi vì á là ông hát karaoke nhiều quá, cho nên là con quái vật này nó nghe được âm thanh karaoke, nó bị hấp dẫn, sau đó nó tới đây nó kiếm ông Rô luôn. Đó, anh Rô thấy chưa anh Rô? Rô thấy chưa? Bố không hát karaoke nữa đâu. Cái này là tại anh chứ tại ai? Tết cái gì mà tết, ông hát karaoke sầm hết, con quái vật đầu la xuất hiện là cũng đáng đời ông. Ơ nhưng mà khoan, bây giờ mình không thể nào mà đứng nhìn anh em mình bị quái vật tấn công vậy được. Mình nghĩ rằng là chúng ta phải tấn công con quái vật thôi. Anh dịch đây, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giết nó thôi anh ơi. Thì không giết nó thì nó có đứng ở trong làng này rồi, ai dám đi lại để chơi thì phải đánh okay. Nó thôi. Rồi, Rô tấn công đi đâu. Giết nó đi đâu. Ui, cố lên Rô. Cố lên Rô, quýnh nó đi đâu. Đúng rồi. Ủa Rô ơi, sao Rô chạy đâu, quýnh nó đi đâu. Quýnh nó đi. Thể hiện trình độ đàn ông đi anh. Quýnh nó đi anh. Rồi, yeah, rồi sao? Quái vật đầu la giết được Rô, yeah. Anh dịch anh bị điên hả? À, con quái vật đầu la nó giết ông Rô mà làm gì anh vui vậy? Chạy anh em ơi, chạy. Mấy bạn ơi, con quái vật đầu la này không phải tầm thường anh em ơi. Nó chỉ cần giơ cánh tay của nó ra thôi là nó quơ một cái thôi là chết người luôn anh em ơi. Tại cái tay của nó dài lắm. Trời ơi, dịch ơi, anh có ý kiến gì để giết nó không? Có chứ, bây giờ muốn giết được cái con quái vật đầu la nè là mình phải tập trung sức lực. Một là giết hết luôn. Hai là về đem cho anh đi ngủ. Tào lao, đi ngủ gì mà đi ngủ. Nhưng mà bây giờ nè, em để ý nha, con quái vật này không phải muốn giết nó là giết được đâu anh ơi. Em nghĩ rằng chúng ta phải tìm ra được điểm yếu của nó. Để mình suy nghĩ coi, điểm yếu của nó là gì ta? Con quái vật đầu loa thì điểm yếu của nó là gì mấy bạn nhờ? Quái vật này nó xuất hiện ra từ đâu? Mình hiểu rồi. Anh Rô hát karaoke quá nhiều cho nên con quái vật đầu loa xuất hiện. Có nghĩa là cái vật chủ của con quái vật đầu loa này chính là dàn karaoke của anh Rô. Có nghĩa là chỉ thấy này dịch, chúng ta sẽ phải tiêu diệt. Bây giờ bọn mình sẽ phải đi, bây giờ con quái vật nào nó xuất hiện ra từ nhà karaoke. Đúng rồi. Chúng mình phải vào nhà đâu, tìm nhà karaoke. Đúng rồi. Và đập nát cái PC nó. Tào lao gì đập nát PC, đập nát nhà karaoke. Ha.
Trời ơi, mình tưởng ông dịch ông hiểu rồi ai vậy đó, ông vẫn nướp như ngày nào bạn ơi. Ok, mọi người đứng đây đợi em nha, em sẽ đi qua em đập nét dàn karaoke của ổng. Ok bạn ơi, mình đã hiểu rồi. Con quái vật này xuất hiện từ dàn karaoke, có nghĩa là chúng ta sẽ phải tiêu diệt dàn karaoke thì nó sẽ không còn bất tử nữa bạn ơi. Quá đơn giản. Ok, để mình qua đây mình lấy một khẩu pháo nè, lấy khẩu pháo nha. Đó, ok. Đây chính là khẩu pháo trong nhà mình đó bạn ơi. Mấy bạn biết mình lấy khẩu pháo để làm gì không? Mình sẽ mở cửa sổ ra, sau đó leo qua cửa sổ. Đây, mình sẽ ngắm khẩu pháo thẳng qua nhà của anh Rô để bắn bể cái dàn karaoke của ổng. Ok, 1, 2, 3, bắn, bùm. Ok, dàn karaoke đâu? À, mình thấy rồi nè, mình thấy rồi nè. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3, bắn, bùm. Rồi ok, mấy bạn ơi, dàn karaoke của ông Rô đã bị bể rồi, có nghĩa là con quái vật sẽ không còn bất tử nữa. Ok anh em đã tiêu diệt xong rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên tiêu diệt con quái vật đầu la hay nào. Tiến lên anh em. Mày phá hủy sao vậy? Ok, mình đã phá hủy xong cái dàn loa rồi, bây giờ thì anh em cùng nhau giết nó đi nào. Tiến lên. Mày hả, quái vật đầu loa? Quái vật đầu loa này thì đầu loa. Đầu loa nè, giết nó anh em. Anh em tập trung giết nó. Trời sao mà anh dịch cưỡi ngựa vậy? Xuống ngựa đi anh. Ui. Mày chết nè. Ui, nó chết nè anh ơi, và nó rơi ra cái gì nè? U, một tờ giấy màu tím. À, đây là tờ giấy phong ấn con quái vật đầu loa bạn ơi. Ok bạn ơi, vậy là bọn mình đã giết được quái vật đầu loa nè. À mà khoan, rồi em nói anh nghe nè. Từ nay anh còn dám karaoke đâu? Nhưng mà mày sửa nhà cho tao. Sửa nhà gì mà sửa nhà? Em phải dùng đại bác em bắn bể cái dàn karaoke của anh thì mình mới giết được nó, chứ không thôi là nó giết em với anh luôn rồi đó. Ôi trời. Thôi được rồi, bây giờ thế này đi, coi như là bọn mình đã tiêu diệt được con quái vật đầu loa này rồi. Coi như là từ nay anh Rô sẽ không còn dàn karaoke để anh Rô hát nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ được yên bình, ai về nhà nấy, đắp chăn mà ngủ thôi, không cần quan tâm nữa. Ok, về nhà anh em ơi, về nhà. Ok. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, đội pháp sư của bọn mình, chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt được con quái vật đầu loa siêu to khổng lồ. Và kèm theo đó là bọn mình đã kiếm được thêm một quyển phong ấn được con quái vật đầu loa bạn ơi. Đó, thì anh em có thấy thích video này không nào? Nếu như anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro, Mr. Dịch, Simmy cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Ủa mà hai ông đuổi theo tôi làm gì vậy? Phong ơi. Thế này gì nó? Phong ơi. Gì anh? Anh em quên nói cái rồi. Không được hát karaoke quá lớn khi có hàng xóm kế bên nhà. Đúng rồi. À quên nữa, còn cái này nữa. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ nè là không nên được hát karaoke quá ồn ào. Nếu muốn hát thì hát nhỏ thôi. Còn không á thì chờ cái thời gian nào người ta đi làm á thì hát. Chứ đừng có hát ồn ào nha bạn. Chứ bạn mà hát ồn ào ha là sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, và cái đó chính là một cái tật xấu. Và khi các bạn ồn ào quá thì quái vật xuất hiện bắt mấy bạn, thì các bạn nhớ là tự chịu nha, Phong không chịu trách nhiệm đâu. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. I love you.